có tác dụng là nó lấy được cái tên file, không có cái đó là nó không lấy được cái này. Lấy cái file, file bất cứ là file gì, ở đây là file hình, ví dụ mơ mốt mà là file Excel, file PDF, file gì nó không lấy được hết á, là cái này để dành lấy file, không có cái này là không lấy file được. Cái biến này nó không hiểu nha. Bình thường làm form nếu không có file thì không cần cái này, đơn giản như thế. Làm đó. Rồi tên sản phẩm, rồi giá, rồi action hành động, tức là hành động mình có thể là tìm sửa xóa, thì mình làm luôn cái này, luôn cái tr ở dưới. Trong tr này mình có sẽ có td, rồi 1, 2, 4, 5 có 5 cái td. Rồi ví dụ như cái hành động này mình sẽ để hai cái icon hoặc là hai cái test rồi đó, ví dụ như là sửa xóa, thì nếu mà làm chữ thì mình sẽ để cái a cho nó đơn giản giống như trên sửa. Rồi cái a này thì xíu gạch đứng cái a khác, rồi này là xóa. Rồi tức là bây giờ mình có cái form, mình có cái danh sách sau khi upload rõ ràng, thì bây giờ chỉ cần là CSS nữa thôi là ok, từ từ về CSS. Bây giờ bắt đầu mình add cơ sở dữ liệu nè, add cơ sở liệu ha. Rồi các bạn nhớ check form, làm check form là bằng JavaScript cho nó đơn giản ha, HTML làm bằng JavaScript, tức là check cho nó rỗng hay không rỗng, check nó phải số hay không, cái này về từ từ làm thêm. Bây giờ mình submit cái đã ha. Rồi bây giờ viên ví dụ như người ta thích vô đây ha, thêm sản phẩm thì mình sẽ làm sao đó. Tức là khi mà thêm sản phẩm thì nó sẽ có phải là về cái index không, giống như quy trình của họ mình làm đó, thì cái này á mình sẽ vô đây, mình vô ngay chỗ này. Bây giờ nếu bình thường nó không thấy submit thì nó load cái này, load trang này. Bây giờ mình phải xử lý cái trường hợp là nó thấy cái nút submit và click vô nút submit thì mới lấy dữ liệu trên form đó đưa vô cơ sở dữ liệu nha. Thì lúc này ngay cái chỗ này mình sẽ yếp cái gì đó nè, mình yếp cái gì đó nè đó, để bắt đầu mình add dữ liệu vô nha. Tức là nó có tồn tại và nó được click đó, tồn tại là reset nè, reset mở ngoặc ra nè, đô la nè, shift gạch bot nè đó. Cái tên của button mà nó là submit thì mình là add nè, error đắt đúng không, error đắt đó. Nếu nó tồn tại và nó được click, tồn tại chưa có đủ mà nó phải và nữa, và được click đó, thì nếu nó thấy được cái nút này và nó được click thì bắt đầu nó mới lấy dữ liệu trên form về, lấy dữ liệu trên form về ha, lấy data form, lấy data file trên form dễ rồi, có nhiều lấy hết số nhiều. Rồi lấy lần cũng được, lấy nhiều lần cũng được, mình lấy lần, mình lấy nhiều lần để cho nó dễ hình dung. Ví dụ như mình muốn lấy cái name thì mình name bằng, mình lấy cái bot, phương thức mình là bot, mình lấy bot, và trong đây là cái tên của input đó. Xong muốn bao nhiêu cái thì mình cứ phải lấy bấy nhiêu cái. Rồi name xong là tới giá nè, giá nè, rồi cái này là số lượng nè, quantity, biết đúng diễn tả không nữa, cái này sai diễn tả là mệt nè nha. Quantity cộng trên C, nếu mình không chắc ăn mình cứ cộng trên C qua đi đó, qua đây mình dán xuống đây quantity đó chắc cú luôn. Rồi bắt đầu tới cái hình ảnh, hình ảnh thì mình không phải là bot mà là hình ảnh, mình không phải là bot mà là file, không phải là phương thức bot mà phương thức file nha. Đó cái file này nè, nó sẽ lấy nhiều cái thuộc tính của một cái hình, thì bây giờ mình chỉ cần là lấy cái tên hình thôi, thì cái này là cái name của cái
input mình lấy hình. Cái này mình muốn hình là hình ảnh nè. Cái này các bạn chưa có hiểu rõ nè, hình ảnh nè. Rồi mình lấy cái tên file và mình lấy cái thằng là name. Đó, tại vì cái thuộc tính hình ảnh nó lấy về nhiều lắm, nó là một cái mảng. Rồi mình lấy name là name thôi. Rồi bây giờ mình có hết mấy cái này rồi, bây giờ mình sẽ insert into. Thay vì mình ghi trực tiếp trong đây để insert into, thì bây giờ mình có thể là sử dụng cái hàm cũ ha, cái model của mình có sẵn đây đó. Nhưng mà bây giờ bữa hỏi mình mới có select thôi, mình chưa có insert into, thì bây giờ mình viết cái hàm insert into thôi đó. Function đó. À, thêm vào giỏ hàng add product, thêm sản phẩm chứ quên, add product. Rồi nó có bao nhiêu biến ở đây thì tùy mình đó. Ví dụ như ở đây tôi cần là đưa cái tên nha, tôi cần được cái tên, rồi tôi cần đưa cái giá, tôi cần đưa cái số lượng, tôi cần đưa số lượng và tôi cần đưa cái đường dẫn hình, tên hình à, anh đúng không? Tức là mình đưa bao nhiêu cái mình liệt kê ra đây. Rồi bây giờ mình chỉ cần viết câu lệnh insert into thôi ha. Thì đây nè, câu lệnh insert into mình có sẵn ở đây rồi, câu lệnh insert into mình có sẵn rồi, cầm trên xe quá trên đây. Rồi mình cần cái gì thì mình chỉ cần đưa cái biến vô là đúng là ok. Ví dụ insert into vô cái thằng là food đó. Trong đây mình cần những cái biến như là name, cái cột chứ quên, mình cần cái cột là right. Cho nên cái này các bạn phải làm từ từ, right. Rồi quantity đó, hình. Rồi mấy cái sao mình không cần mình xóa đó. Rồi mình có bao nhiêu biến trong cái hàm này, 4 biến, 1, 2, 3, 4 thì mình chỉ còn chừa lại 4 cái dấu chấm hỏi thôi. Đây là cái cách mà nó kiểm tra dữ liệu đầu vào cho nó chuẩn rồi. Trước khi nó add vô database nó sẽ chống được cái lỗi là SQL injection gì đó ha. Tức là lỗi về dữ liệu không an toàn, dữ liệu có những ký hiệu đặc biệt, dữ liệu có những cái dấu mà không mong muốn, dấu nháy, dấu giấy đòi đó. Dữ liệu dạng đó đó, ví dụ như cái tiêu đề bài viết của ta, tiêu đề sản phẩm ta có để cái gì mà hai chấm rồi giống giấy đôi với đơn mà muốn add vô cơ sở dữ liệu á, mình không làm theo cách này thì nó sẽ báo lỗi ngay. Cái cách này là cái cách nó chuẩn hóa lại cái dữ liệu đầu vào, cho nên phải làm đúng như vậy. Rồi ở đây nè, thứ tự của mình là name, giá, quality, hình ảnh. Thì ở dưới này các bạn cũng phải cho sau cái câu là SQL thì các bạn cũng phải có những cái input nó tương ứng như vậy ha. Ở trên đây là cái gì thì ở dưới đây là y chang như vậy, ở trên đây là cái gì thì ở dưới đây là y chang như vậy đó. Ở trên đây là cái gì thì dưới đây y chang như vậy. Rồi mình còn dư biến nào đó thì bỏ bớt hết đấy. Thì như vậy mình đã là insert into được rồi ha, insert into được rồi hả, vớt dư chưa ngon. Rồi ok, thì bây giờ mình sử dụng cái hàm này nè. Đó, hết. Cái này là không có return gì hết, thì chỉ cần gọi cái hàm thôi. Cái hàm mà không return thì người gọi là hàm hiển thị. Đó, nha. Rồi tôi copy cái này, tôi trở về cái index admin của mình, index admin nè, index admin nè. Rồi ngay cái chỗ mà mình đang kiểm tra nè, lấy dữ liệu về rồi nè. Đó, khi mình lập trình á, quy trình lập trình của mình á, mình nên làm theo cái dạng này. Tức là dữ liệu đầu vào mình phải lấy về hết, rồi sau đó mình mới thực thi cái câu lệnh, rồi sau đó muốn làm gì làm nha. Rồi đem cái này vô đây, đem hết mấy này vô đây, đem hết mấy này vô, đem hết mấy này vô. Đó, đem hết cái này vô. Cho nên các bạn mà đọc đặt tên trùng nhau nó có lợi là như vậy, nó không cần mình khỏi cần quan tâm là nó sai không sai. Đó, vậy là nó end được rồi đó.
rồi mình coi thử cái nè được chưa, nếu được rồi thì mình mới lấy lên thì dễ rồi, giống như bữa trước. Ví dụ như mình muốn lấy lên thì sao, mình gọi cái gì đây, xong thì gọi cái hàm lấy lên thôi, cái hàm lấy lên tôi hỏi mình có rồi luôn nè, đây ha. Và bây giờ cái số lượng mình là mình để không, cái này mình để trống, tức là nó không có điều kiện gì hết, cứ mình cứ để trống. Đây mình gọi cái đây, ví dụ như cái này là danh sách sản phẩm bằng đó, đưa nguyễn này vô, và lúc này cái keyword của mình không có, mình không phải là tìm kiếm, đây là để trống. Rồi cái số lượng mình không quan tâm thì để không, thì cái này nó ra được danh sách sản phẩm nè. Thì ở trong cái phần danh sách sản phẩm trong app Plus á, ngay chỗ này nè, mình muốn view nó ra thì mình lấy cái kiềm view ra đây thôi nha. Rồi bây giờ mình chạy thử nè, kịp không, có nhanh quá không, nó đi vòng gì đó, nhanh quá là làng lên cái cuối nào, cái nào dùng cuối dùng nào này phải không. Cái này là kiểm tra cái nút submit đó, nó có tồn tại hay không. Nếu nó tồn tại nhưng mà không được click thì mình cũng không làm. Khi nào mới được click á, cái này nè, and mà dấu ngoặc tròn này nè, trong cái tên một cái button nào đó đó thì nó là click, nó là đúng nghĩa là click. Thì cái câu này mình phải thuộc lòng vậy á thì nó an toàn dữ liệu hơn. Đúng rồi, phải hai cái này, tức là nó, mình đảm bảo rằng là người ta có click vô cái nút đó. Tức là hai cái này nè, hai cái và này nè, nó đảm bảo rằng là có cái nút đó và người ta đã click vô cái nút đó rồi thì mình mới bắt đầu làm việc. Tại mình gài một số cái trường hợp mà người ta không có click vô. Ví dụ có mà kiểu như lấy đại sao lấy. Sao? Cứ làm đi, lỗi với lỗi thì sửa thôi, đơn giản. Trời ơi, làm phải lỗi chứ trời. Nè bây giờ chạy lỗi nè, chạy chắc chắn lỗi nè. Ừ, nãy giờ tôi chưa chạy nè. Nãy giờ chị nói là có logic cái cách mình xử lý, cái cách mình sử dụng là cái dữ liệu có sẵn để mà bắt đầu thêm dữ liệu thôi. Cái cách mình bổ sung cái function. Rồi chạy thử nè. Đó, qua đây. Chạy thử. Rồi bây giờ mình sẽ nhập ha, test 3 quy trình sản xuất phần mềm ha. Cái này ở vị trời. Rồi, nhập lại ha. Nhập lại đi ha. Rồi chọn một cái hình đi ha. Lấy đại một cái hình nào đó. Rồi ok đây đi. Rồi thêm. Đó. Không thể tìm thấy cái quality, thấy nó sai chưa? Tức là trong nó cảnh báo lỗi này, nó nói là trong database nó không có cái cột tên này. Không tồn tại cái cột tên này. Thì bởi vì ý là gì đó, ý là mình cái cách mình đọc lỗi á, mình đọc cái cách đọc lỗi. Cái câu này là chắc chắn nó nói là trong database nó không có cái chữ này. Thì bây giờ coi lại trong database mình chữ gì thì mình sử dụng chữ đó thôi. Quality chơi sai chính tả nha. Sai chính tả từ đầu. Thì bây giờ chỗ đó sửa đâu? Đi đố em nha, nếu em sửa đâu? Không, mình phải hiểu là nó đang báo trong cái controller, trong cái model, thì mình vô cái foot này là mình sửa nè, mình sửa ngay chỗ này thôi nè, chứ không còn sửa hết. Đấy kia là cái biến bình thường lấy từ ở ngoài vô, nó không sao cả, các tên không sao cả, nó báo là báo ngay chỗ này nè. Cái database nè, nó nói là trong database không có cái tên này, mà nó có cái tên này nè, thì mình chỉ thay ở đây thôi, không nhất thiết phải thay lại chỗ này, không nhất thiết phải thay lại chỗ này, không nhất thiết phải thay chỗ cái input. Không sao hết, nó khác tên không sao hết, tại vì cái này là cái biến, cái này là cái tên cột, tên cột mà nó không trùng với database sao nó vô. Insert into thì bốn cái này là cái tên cột, bốn cái này là bốn cái giá trị đầu vào lấy từ đây nè, mà ở đây thì lấy từ trên này xuống nè, đó, nó đi một vòng vậy đó, thì nó mới an toàn dữ liệu. Cái này là cái cách viết an toàn dữ liệu, không có bị lỗi về SQL injection đó. Tức là nó sẽ biến những cái input mà nó có những ký hiệu đặc biệt, có dấu nháy đường, dấu nháy đồi, mất hết như đó thì nó đưa vô.
ha, nó quy chuẩn cái kiểu gì đó không biết. Rồi ok, test lại một lần nữa coi ổn không. Rồi vô. Rồi số lượng 55. Rồi lấy một cái hình. Rồi thêm. Rồi nó nói nữa. Cái hình không có nha. Coi trong đây là gì. IMG Food. Cứ nhắm mắt làm đại làm sao có được. Ở dưới hình tàu lao. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu nó có lỗi không? Mình tập coi lỗi nó vậy đó. Cái câu lệnh đó là chỉ có nó lỗi ngay chỗ này thôi. Mình làm riết nó quen. Chưa chạy được. Rồi ok, để tôi chạy được rồi tôi coi. Chạy lại lần nữa nữa nè. Nó sai nó nghĩ à. Rồi 33. Lần thứ 3. Test lần thứ 3. Lấy lại hình thứ nhất. Thêm. Rồi không báo gì hết trơn, lại vô đó. Nha. 5. Đây. Vô đó. Vô tên file luôn rồi nè. Vô đó bay rồi đó. Nó dễ lắm. Hiểu quy trình add nó là ok. Rồi tới update, hiểu một cái quy trình update nữa. Còn delete thì nó dễ. Update nó khó. Delete nó dễ lắm. Vô đó. Rồi bây giờ cái vấn đề mình đặt ra tiếp theo là cái này nó mới tên, nó vô cái tên file trong database thôi. Và khi mình lập trình á thì ở trên host mình nó lưu cái file như thế nào. Cái đó mình phải làm thêm cái phần đó nữa, thêm một bước đó nữa. Tức là ngay cái chỗ này nè. Ngay cái chỗ mà index. Ngay chỗ này. Tức là trước khi mình add vô database thì ngay cái bước này nè, mình phải upload cái hình này, upload hình lên hot ngay chỗ này ha. Đó. Sau khi upload hình lên hot xong thì nó mới ép dữ liệu lên các bạn. Rồi upload hình lên hot thì mình phải tìm cái hàm có sẵn của BSB ha. Đây chỗ này. Kéo xuống đây nè, kéo tuốt xuống đây nè. Đây. Đây. Các bạn sợ một cái chữ là upload BSB file upload thì nó cho mình một cái code như thế này. Tại vì cái code này nó làm kỹ đó. Nó lấy thư mục, nó kiểm tra file có nặng hay không nặng. Thì các bạn gì các bạn coi sơ đi rồi các bạn biết. Còn bây giờ mình làm tắt ngang thì mình sẽ làm ngay chỗ này thôi. Chỉ cần sử dụng cái hàm move upload file. Đó, đây. Mình cứ biên nguyên cái này. Control C. Mình đem bên đây. Đó là tôi giải thích lại nè. Khi mà mình gọi cái hàm này á thì ở đây là cái file tạm để nó upload cái hình lên. Thì cái này là cái mình sửa lại cái tên name của mình nè. Hình ảnh. Mình nãy tôi nói là cái file, cái type file nó cho mình nhiều cái thuộc tính. Thì thuộc tính này để lấy cái tên file, cái thuộc tính này để dành upload dữ liệu lên. Và cái này là một cái biến nào đó, một cái thư mục nào đó mà nó sẽ chứa cái hình đó. Ví dụ như tôi muốn khai báo cái này nó là một cái thư mục là upload chẳng hạn đó. Và cái thư mục upload này tôi sẽ nằm phía bên ngoài để tôi chấm chấm xì. Hiện tại cái file này nằm trong cái thư mục là admin. Bây giờ tôi muốn là nó đem ra ngoài, để chừng nữa mà mình show ngoài dữ liệu chính á, mình sẽ thấy cái thư mục đó liền luôn. Thì đây mình tạo thư mục mới đây. Đó, đó. Thì chừng nữa cái hình nó sẽ vô đây nè. Khi mình upload lên hot thì cũng là thư mục upload luôn. Thì cái hình mình sẽ vô đây. Thì chừng nữa mình show lên đó, mình sẽ móc cái thư mục này ra, ghép với cái tên file ở trong database vô là ok. Kịp không? Cái này nó hơi hơi khó nè. Nó hơi mệt nè. À, tức là nè, mới nãy là chưa có hình
để mình show lên, nó chỉ có tên file trong database thôi. Bây giờ mình phải upload cái hình đó lên thư mục nào đó trên host, mà thư mục mình quy định ở đây là upload, mà nó đang cùng thư mục trang index của user, thì trong các bin nó phải chấm chấm xịt ra. Rồi à, cái này xong phải không? Thì bây giờ chấm phải đi, chấm nằm ở ngoài luôn, tại vì chừng nữa ở user mình truy cập tới upload này, chấm chấm là đi ra ngoài. Cái trang index mình đang nằm ở trong cái thư mục admin, thư mục upload nó đang song song với thư mục admin, thì mình đi ra ngoài là chấm chấm xịt, đi ra ngoài là chấm chấm xịt, đi ngược ra. Đi vào không có chấm gì hết, đi vào trong không chấm gì hết, chỉ cần là view xịt hay dễ dịu xịt. Ok rồi, mình coi lại cái phần target file của nó nè. Cái view coi lại ở view đó của admin, đó là những cái trang của admin thôi, không liên quan gì ở ngoài. Cái đó là cửa trang của admin thôi, những trang con của admin thôi, nó liên quan gì trang ngoài luôn. Không liên quan gì tới ngoài chứ. Rồi các bạn coi cái target file của anh ta này là gì. Đây, coi giống như tôi nói không nha. Target file đây. Đó. Target file thì ngoài cái thư mục mình sẽ upload cái file lên, mình sẽ nói tới cái file, cái đuôi file mà lưu trong database, mình nói tới cái đó nữa là ok nha. Cái bay name tức là lấy cái tên file, lấy tên file nó dư cái gì, dư trước dư sau kể. Rồi tức là cái code của mình sẽ thêm cái phần là chấm nữa, chấm với cái tên file, và chắc chắn là cái này là cái name của hình ảnh đó. Mình lưu database lưu bằng cái này nha, còn khi upload thì upload nguyên cái dãy này luôn đó. Cái này nó phải giống hệt gì đó. Còn những cái đoạn này nè, người ta kiểm tra cái file này có đúng là cái file hay không, người ta kiểm tra nó có tồn tại cái file này hay không, người ta coi cái kích thước file này nó có đúng hay không, cái kiểu file này có đúng cái kiểu file hình ảnh hay không, ví dụ như vậy. Thì mình coi kỹ mấy này mình có thể gắn vô, còn không thì thôi mình làm trực tiếp đi, từ từ tính nha. Cái này là cái kỹ của anh ta thôi hả, kiểm tra coi đúng format hay không, check coi cái kích thước có cho phép hay không đó, check file này có tồn tại trên cái thư mục đó hay không, có tồn tại thôi khỏi upload, hiểu không? Rồi cái này là gì ta, check cái hình này nó có phải là một cái hình thật hay là hình pha ke thì đó, cái chuyện nó chuyện cái hàm của anh ta. Rồi mình không quan tâm đâu, kệ, mình chỉ quan tâm là upload lên đúng thư mục là xong. Rồi làm thử nha, làm thử có lên không, nó lên nghĩa là ở trong thư mục upload đây nè, nó có một cái file hình trong đó, hiểu không? Nếu mà nó lên thì là trong đây nó có một cái file hình trong đó. Rồi ok, giả định là mình upload hình đúng ha, tại vì mình không có kiểm tra. Rồi tôi cho cái test 4 đó, test 4 tôi cho 44, rồi tôi cho chữ sàm sàm vô đây, rồi tôi lấy một cái hình, cái hình là hình nào cũng được mà, có sao đâu. Rồi tôi upload, ok name là được rồi đó. Rồi nha, có rồi nè, đó có rồi đó, đã lên đúng rồi. Rồi đương nhiên là ta bay mới nãy chưa sai, mới nãy không có sai cái này, cho nên mình không cần đó, nó lên đúng rồi. Rồi bây giờ mình cầm show lên thôi, show bữa hỏi mọc rồi, rồi bữa nãy mình lấy ra luôn rồi nè, tới đây nè, add nè, tức là xong cái phần add ra nè, xong add thì mình mới gọi cái hàm này ra để mình lấy dữ liệu ra nha. Rồi mình mới lấy cái này nè, mình show trong cái phần danh sách nè, mình show ngay đây, for là for cái tr, nguyên cái tr for ra. Rồi cái này là viết bi nè, viết bi. Rồi nhớ cái show của không, nhớ cái show của không, for wait đúng không?
Đó, cái biến bên nãy bên index kia lấy về là gì? Danh sách sản phẩm ha. Rồi, cái này là một cái item thôi, bỏ hết mấy cái kia. Rồi, nguyên cái này là nguyên cái echo nè ha. Nếu mình không làm echo thì ở đây nè, ở đây mình sẽ cho một cái biến là danh sách bằng rộng đi. Đó, mình nối chuỗi trước khi mình echo được luôn ha. Rồi, cái này là danh sách nè, cái này là danh sách nè, chấm bằng nè. Đó, chấm bằng là nối chuỗi. Rồi, ban đầu nó rỗng, mỗi một lần nó lặp qua một sản phẩm thì nó sẽ đưa quỹ này ra nè, đưa quỹ TR này ra nè. Làm việc với HTML CSS thì cái chuỗi trong bước đi là nháy đơn thôi là ok. Rồi mình pass này ra đây, ok ha. Rồi, chỗ nào đưa dữ liệu ra thì mình chỉ cần là nháy chấm chấm nháy là xong. Chỗ này đưa ra nè, chỗ này đưa ra nè, chỗ này đưa ra nè, chỗ này đưa ra nè. Đó, mấy cái này từ từ tính ha. Rồi, có xong hết cái kho này thì đương nhiên mình echo nguyên cái danh sách này ra là xong. Mình đúng không? Rồi, cái này số gì ra? Mỗi một item này nè, nó là một cái mảng. Mảng gồm các cái tên cột. Thì bây giờ mình extract nó ra. Bye bye. Extract như này là. Đấy. Sau khi extract ra thì ở trên đây nó sẽ tương ứng với tên cột này. Name Vanity, Vanity Bride ha, Email Food. Rồi, name nè, nó giống hệt cái tên cột luôn nha. Quality nè, Quantity, đúng không? Đúng. Sai cột. Hình ảnh chứ, hình ảnh chứ, Email Food. Email Food, tên sản phẩm. Cái này số thứ tự. À, số thứ tự, từ từ tính nha. Ví dụ số thứ tự để y đi, lát tôi sẽ nói y. À, tên sản phẩm là nem, giá là rài. Rồi, bây giờ tên sản phẩm, cái y này đâu ra? Thì trước khi for mình có thể đặt y bằng không hoặc là đặt y bằng 1 cũng được, không sao hết nha. Đặt y bằng 1 thì lúc này lần đầu tiên y bằng 1, hết for mình cho y cộng cộng thì bắt đầu lần sau nó sẽ tăng lên nha. Thì cái này nó bắt đầu là 1, 2, 3, 4, 5, 6 đó, bao nhiêu cái danh sách là bao nhiêu cái thì đây đấy, nó tự động tăng lên bằng cái biến này. Rồi, cái này là tên cột, cái này là tên cột, cái này là tên cột nha. Rồi, cái này, cái giá trị trong database nó chỉ là cái tên file thôi, nó không phải là cái hình nha. Rồi, bây giờ mình chạy thử đi coi nó có không. Chấm 5 ha. Đó, ra một đống vậy là đúng rồi đó. Bây giờ chỉ việc là mình cho cái này ra cái img thôi ha. Nhà hàng tiệc cưới, web nhà hàng tiệc cưới, web giày, phân tích hệ thống 23, cho một cái hình khác. Cho cái hình logo đi, logo nguyên bản đi. Rồi, logo nguyên bản đúng nha, đúng cái img rồi. Thì bây giờ mình cho nó show lên là xong nha. Rồi bây giờ để show lên á thì các bạn sẽ thấy là mình phải sử dụng lại cái thư mục upload này nè. Đó, thì ngay cái chỗ này, ngay chắc xong nè, thì mình mới nói là có một cái hình nào đó ha, nó ngay cái thư mục upload ha, ngay thư mục upload với cái tên là gắn cái này vô. Đó. Rồi, cái này là chỉ là đường dẫn hình thôi chứ không phải một cái img. Thì ngay cái chỗ này mình phải có img ngay đây ha. Nếu mà để img ngay đây thì cũng không ổn. Ví dụ như cái đường dẫn này nó không có tồn tại trên host thì cái img mình bị lỗi, nhìn nó vô duyên. Thì nếu được thì các bạn chỉ cần là kiểm tra cái sự tồn tại của cái này, kiểm tra con quỹ này nó có trên host hay không. Nếu có thì mình mới echo cái img ra, còn không thì thôi nha. Thì lúc này mình if nè,
kiểm tra một cái file tồn tại hay không là e-file. E-file đó, tức là hàng này nè, có phải là một cái file tồn tại trên hot hay không đó. Nếu mà nó có thì cái IMG của mình nó sẽ là như thế này đó. Thì nó là IMG RC bằng nhĩ đường. Rồi hình ở trong cái bô mình trông nhỏ nhỏ thôi, mình cho width hoặc là hay gì đó chẳng hạn, tùy theo mình, bằng nhỏ nhỏ thôi, 80 pixel ví dụ như vậy. Nó phải có cái số cụ thể ha, 80 pixel. Rồi ok, thì cái hình này mình chèn vô như thế nào, nháy đơn ở trong thì nháy đôi ở ngoài. Rồi nếu nó tồn tại thì đứa này vô, vô cái IMG này, còn ngược lại thì cho nó còn rỗng thôi. Thì như vậy cái code của mình nó gọn, nó không có báo lỗi cái hình nếu không có ha. Rồi lúc này á, ở dưới này nè, ở dưới này nè, mình chỉ cần để IMG thôi, kịp không? Kịp không? Kịp không? Xem kịp không? F5 chưa C, F5 đó. Cái hình này nó đang bị sai, nó đang bị F5 nó bị sai á, cho nên nó lên hình, hình này đúng nè. Làm lại thử cái khác, cái hình khác, 1111, lấy lại cái hình ba cái đường ngoài đó ha. Ngon lành cành đào, nó còn một chút xíu lỗi ràng buộc logic gì đó thôi, mình coi kỹ lại, còn thêm như vậy là ok ổn rồi đó. Dòng cuối là dòng nào? Đâu là dòng cuối, dòng cuối nào? Đâu? Model food. À, dòng cuối là dòng nào? Tức là có mình viết ngày càng ngắn càng ngắn lại, nó đơn giản lại, không cần phức tạp. Cái nào? Vâng.